Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh VTC16. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thứ năm, ngày 3 tháng 11 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Quảng Bình khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, sớm ổn định đời sống cho người dân. Thủy điện An Khê can nắc bất ngờ xả lũ khiến người dân ở vùng hạ du không kịp trở tay. Tại Đắk Lắk, nhiều người dân bức xúc cho rằng việc hỗ trợ hạn hán không minh bạch, khi hộ thiệt hại ít lại được hỗ trợ nhiều, nhiều hộ thiệt hại nặng lại không được nhận bất kỳ một khoản hỗ trợ nào. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc chỉ trích Hàn Quốc nổ súng vào tàu cá hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Philippines, ngư dân tiếp cận bãi cạn Scarborough. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 3 ngày ngập trong mưa lũ thì toàn tỉnh Quảng Bình có 3 người chết và mất tích, hơn 15.000 ngôi nhà đã bị ngập, nhiều công trình công sở, đê điều, đường xá bị xói lở, hàng trăm hecta cây nông nghiệp, cây công nghiệp của người dân bị hư hại. Và chiều ngày hôm qua, khi mà nước lũ đã bắt đầu rút thì tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau lũ, sớm ổn định đời sống cho người dân với phương châm là nước rút đến đâu, tập trung khắc phục hậu quả đến đó. Căn nhà của gia đình anh Mai Xuân Phi ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, giờ chỉ còn là đống đổ nát. Lũ chồng lũ, ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản bao năm tích góp của vợ chồng anh bị dòng nước xiết cuốn trôi vào sáng ngày 1 tháng 11. Ngày qua là do lũ một đợt thì chúng tôi đang đi cứu hộ cứu nạn thì cũng đồng thời thì nghe vừa nói là điện lên là nghe vừa là giờ ra chưa, ra tối rồi thì lúc đó thì máy cùng vừa ở đến nhà ông nối. Ngay sau khi nước rút, chính quyền huyện Tuyên Hóa đã huy động các lực lượng tới các xã, các điểm lũ còn ngập hoặc nước mới rút, chung tay cùng người dân khắc phục hậu quả sau lũ, đặc biệt là các điểm trường trên toàn địa bàn. Huyện đã điều động kể cả các cơ quan đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp ở trên địa bàn, rồi các xã mà không ngập lụt thì cũng được điều về cả cái xã ngập lụt để dọn dẹp. Đặc biệt quan tâm đó là quan tâm cả cái trường học và là quan tâm nhất đó là cả cái trường mầm non để giúp cho các cháu sớm ổn định có cái chỗ để là vào học sớm. Trong ngày hôm nay, chính quyền tỉnh Quảng Bình đã tăng cường nhiều đoàn công tác đi trợ cấp nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, quần áo về các vùng bị ngập lũ để hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống. Lũ lụt tại miền Trung chưa dứt thì lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Vào sáng nay ngày 3 tháng 11, trên rãnh áp thấp có trục 6 đến 8 độ vĩ Bắc đã hình thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Nam ở quần đảo Trường Sa. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đã gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Bình Định cho tới Kiên Giang, các bộ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đối phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, bộ ngành cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết được vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh, kiểm đếm quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ của các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ tổ chức kiểm tra các hồ chứa nước, nhất là các hồ đang xả lũ và các hồ đã đầy hoặc là gần đầy nước, chủ động điều tiết nước hồ chứa để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du. Đồng thời chỉ đạo rà soát các phương án phòng chống mưa, lũ, lũ quét, ngập úng để sẵn sàng triển khai ứng phó. Chỉ đạo kiểm tra phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công trên sông suối, công trình khai thác, thăm dò dầu khí trên biển. Cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 11, Thủy điện An Khê Can Nắc đã bất ngờ xả lũ nhưng không thông báo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Gia Lai biết để chỉ đạo ứng phó. Do lưu lượng nước đổ về hồ tăng đột biến, công ty Thủy điện An Khê Can Nắc đã tiến hành xả lũ vận hành hồ chứa trong trường hợp bất thường. Bắt đầu vào lúc 23 giờ đêm ngày 1 tháng 11, lưu lượng xả lũ qua tràn An Khê lớn nhất là 200 m khối một giây. Đến 8 giờ sáng ngày 2 tháng 11, lưu lượng xả nước lớn nhất là 500 m khối một giây. Theo thông báo của Thủy điện An Khê Can Nắc gửi thị xã An Khê, dự kiến trong 6 giờ kế tiếp,
có thể xả lũ qua tràn An Khê với lưu lượng lớn nhất là 1.000 mét khối một giây. Theo người dân, việc vận hành hồ chứa của thủy điện trong trường hợp bất thường đã gây ảnh hưởng đến nhiều người dân khu vực gần sông Ba và hồ thủy điện. Đến sáng ngày 2 tháng 11, nước lũ cuốn trôi một con bò, ba con heo và nhiều con gia cầm khác của các hộ dân. Tại đập tràn cầu Suối Vối thuộc tổ 2, phường Ngô Mây, một số người dân cho biết khi đi ngang qua đập thì bất ngờ nước dâng cao và cuốn trôi 4 xe máy. Người dân chỉ trục vớt được 2 xe, rất may không có thiệt hại về người. Cách đây vài tháng phát biểu tại hội trường đoàn đại biểu Quốc hội, ông Huỳnh Thành, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Gia Lai đã gay gắt gọi thủy điện An Khê Cá Nắc là công trình sai lầm thế kỷ, vì thủy điện này đã thay đổi dòng chảy của sông Ba, chuyển nước từ sông Ba chảy qua tỉnh Gia Lai và Phú Yên sang nước sông Côn của tỉnh Bình Định. Và hậu quả là gây hạn hán nặng cho hàng vạn hộ dân ở khu vực dưới hạ lưu vào mỗi mùa khô, còn mùa mưa thì thủy điện xả lũ và gây ngập úng thiệt hại về tài sản cho người dân. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam thì mưa lớn liên tục xuất hiện trong 3 ngày vừa qua tại các huyện miền núi đã khiến cho mực nước ở các hồ đập thủy điện lên nhanh. Từ ngày hôm qua mùng 2 tháng 11 thì nhiều hồ đập lớn trên địa bàn của tỉnh này tiến hành xả lũ để đảm bảo an toàn đập. Mưa lớn khiến lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện sông Bung Mốn thuộc địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tăng cao. Lúc 10 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 11, thủy điện này tiến hành xả lũ với lưu lượng 761 mét khối trên một giây để đưa mực nước hồ về cao trình 217,5 mét. Còn tại huyện Phước Sơn, 12 giờ trưa cùng ngày, công ty cổ phần thủy điện Đắc Min đã mở cả 5 cửa van để xả tràn trước 2 giờ đồng hồ như đã thông báo trước đó, với lưu lượng từ 900 đến 2.400 mét khối trên giây nhằm hạ mức cao nhất trước lũ để đảm bảo an toàn đập. Cái thời gian mà xuống hạ lưu á là thời gian nó cũng đảm bảo, tại vì cái thời gian mà Đắc Mi thông báo đến thời điểm xả là nó khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, theo 4 tiếng, nhưng mà do cái lưu lượng nó về lớn nên là có thông báo xả gấp là khoảng hơn 2 tiếng. Nên là cái là ảnh hưởng về cái phần mà nước về hạ lưu thì nó cũng không ảnh hưởng lớn. Đến sáng nay ngày 3 tháng 11, các hồ thủy điện đều giảm lưu lượng xả lũ xuống hơn một nửa so với hôm qua. Vùng hạ du nước bắt đầu rút dần. Người dân đã dọn dẹp nhà cửa, tẩy rửa bùn những nơi bị ngập. Tại thành phố Hội An, nơi nằm về phía cuối sông Thu Bột, hiện chỉ còn tuyến phố Bạch Đằng ngập nước. Nhưng các thông báo trước thì dân chuẩn bị cũng không ảnh hưởng gì lắm. Thứ hai là sau trận lụt á, thì người dân phải tham gia với nhà nước quét dọn cho sạch sẽ. Các cái tổ trưởng, các khu trưởng á, thì nhận thông tin họ đến từng các cái nhà nằm trong danh sách đã có sẵn rồi. Ví dụ danh sách nhà nào là tình trạng khi bão lũ xảy ra thì phải đi đâu, đi giờ thế nào, thì mình đã có danh sách rồi, người ta xuống trực tiếp báo cho biết. Theo ghi nhận, chiều nay, các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục giảm lưu lượng xả theo điều tiết của tỉnh để đảm bảo an toàn vùng hạ du. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào cuối giờ trưa ngày hôm nay thì vẫn chưa tìm thấy 3 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích vào tối ngày 1 tháng 1 vừa qua khi đang đánh bắt trên vùng biển Quảng Nam Đà Nẵng. Vào khoảng 19 giờ đêm ngày 1 tháng 11, tàu cá QNG 94740TS của ngư dân Nguyễn Tình ở thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trên biển ở khu vực biển cách Cù Lao Chàm của tỉnh Quảng Nam khoảng 15 hải lý về hướng đông bắc thì gặp sóng to gió lớn. 3 ngư dân trên tàu trong lúc đang hành nghề không may bị hất văng từ trên tàu xuống biển và mất tích. Ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động nhiều tàu cá của ngư dân trong khu vực tìm kiếm 3 ngư dân mất tích. Tuy nhiên đến thời điểm này thì cả 3 ngư dân vẫn chưa được tìm thấy. Mưa lũ trong những ngày vừa qua ở các tỉnh miền Trung đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhân dân. Nhiều nhà cửa ở vùng trũng, vùng thấp đã bị ngập chìm trong lũ. Người nghèo nay lại nghèo thêm vì lũ. Và trong lúc này thì người dân và chính quyền các địa phương vùng lũ mới thấy được những hữu ích mà nhà tránh lũ mang lại. Chính những ngôi nhà này đã giúp cho người dân yên tâm hơn trước những diễn biến phức tạp của thiên tai. Ghi nhận của các phóng viên thời sự tại tỉnh Quảng Ngãi. Không còn phải nơm lớp lo sợ mỗi khi đến mùa mưa lũ như những năm trước. Năm nay, bà Trần Thị Nhung ở thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi an tâm hơn khi được ở trong căn nhà mới có gác để tránh lũ. Sống một mình, nhiều năm qua cứ vào mùa bão lũ, bà Nhung phải xin ở nhờ các hộ trong xóm. Giờ được nhà nước hỗ trợ, bà Nhung đã xây được ngôi nhà phòng tránh bão lũ trị giá trên 50 triệu đồng. Mấy năm trước ở đây thì mưa lũ rất nhiều, gần hơn mấy nước. Mình năm nay thì chưa biết, mình năm nay có gốc mới thì cũng an tâm chút. Nhà nước cũng hỗ trợ quan tâm, bà thì cũng có cái nhà mới, bà cũng mừng.
Theo quyết định 48 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lũ, Quảng Ngãi có 3.323 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng trên 1.400 nhà. Số nhà còn lại đang triển khai xây dựng và phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Quan trọng nhất của quyết định 48 này á, tức là công tác dân vận. Có nghĩa là công tác tuyên truyền, vận động, người dân hiểu, thỏa mãn, đúng đối tượng và đồng thuận để cùng nhau làm thì sẽ thành công trong cái thực hiện cái nhà tránh bão lũ. Còn 2 tháng nữa là kết thúc đề án xây dựng nhà tránh bão lũ cho hộ nghèo theo quyết định 48 của Chính phủ, nên tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giúp hộ nghèo vùng lũ an cư trong mùa mưa bão. Ngay sau đây là thông tin chúng tôi mới nhận được về tình hình xả lũ tại miền Trung. Do mưa lớn thượng nguồn sông Ba mà các công trình thủy điện trên bậc thang sông Ba đã đồng loạt xả lũ với lưu lượng nước về hồ thủy điện sông Ba Hạ lớn. Thủy điện sông Ba Hạ từ sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 11 xả lũ với lưu lượng lớn là 9.000 mét khối trên giây, khiến cho nước ở vùng hạ du sông Ba lên rất nhanh và dự báo là ngập lụt sẽ xảy ra ở trên diện rộng. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 11, mực nước trên hồ thủy điện sông Ba Hạ đạt cao trình thấp xỉ 104m. Trước đó, khi đạt cao trình 103m, công ty cổ phần thủy điện sông Ba Hạ đã cho vận hành các cửa van xả lũ để bảo đảm an toàn hồ chứa. Theo ông Đặng Văn Tuần, tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện sông Ba Hạ, do lưu lượng nước về hồ trong sáng ngày 3 tháng 11 quá lớn, khoảng 7.500 mét khối một giây, thủy điện sông Ba Hạ buộc phải xả lũ với lưu lượng 9.000 mét khối một giây và duy trì trong khoảng hơn 1 giờ. Sau đó giảm xuống 7.000 mét khối một giây. Trong sáng ngày 3 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cùng sở ngành liên quan đã làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần thủy điện sông Ba Hạ tại tràn xả lũ công trình thủy điện này và chỉ đạo việc vận hành hồ chứa thủy điện sông Ba Hạ. Qua cái kinh nghiệm vận hành nhiều năm cũng như là qua cái diễn biến thời tiết của cái dự báo khí tượng thủy văn Nam Đông Bộ cộng với cái thực tế cái trời thấy nó cũng đã quan, do đó là cái lượng nước về sáng nay là xem như là đã là cái đỉnh lũ và bây giờ trở về chiều thì là cái lượng nước thì nó sẽ là có xu hướng là giảm dần. Tuy nhiên công ty cũng là tăng cường công tác quan trắc tính toán để mà dự báo xả cho nó đảm bảo tránh cái hạn chế về xả cái lưu lượng lớn trong cái ban đêm cũng như là cái đỉnh chiều cường để đảm bảo góp phần cái tối thiểu cái thiệt hại cho hạ du của sông Ba. Hiện nay thì chúng tôi đang cập nhật cái tình hình lịch thủy triều để cùng với phối hợp với các với thủy điện sông Ba Hạ để xả lũ nó phù hợp cái lúc mà triều xuống để và tránh và sẽ hãm nước ở lúc triều cường để đảm bảo là nó sẽ không tích tụ nước cùng lúc để làm cho dâng nước cho hạ du gây khó. Do xả lũ thủy điện kết hợp mưa lớn, vùng hạ lưu sông Ba từ trưa đến chiều ngày 3 tháng 11, nước dâng lên rất nhanh. Hàng loạt diện tích hoa màu các vùng ven sông, suối bị ngập sâu, nhiều khu dân cư tại các huyện Sơn Hòa, Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa bị ngập. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương vùng hạ lưu sông Ba triển khai nhanh các biện pháp phòng tránh hiệu quả, giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Thưa quý vị, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày hôm qua đã dự lễ thả 17 ngư dân của Việt Nam bị cáo buộc xâm phạm vùng biển của Philippines. Các ngư dân được thả đã khởi hành từ thị trấn ven biển Suan, miền Bắc Philippines để về nước. Một trong các tàu có tấm biển lớn, cảm ơn Tổng thống Duterte từ ngư dân Việt Nam. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, Hải quân Philippines đã bắt giữ 17 ngư dân Việt Nam có mặt trên 3 tàu cá ở khu vực ngoài khơi thuộc tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Các ngư dân sau đó bị cáo buộc đã đánh bắt trái phép ở vùng biển của Philippines. Nhưng sau đó, giới chức nước này đã hủy bỏ bản cáo trạng của các ngư dân Việt Nam vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, sau khi nhận được lời khai của các ngư dân rằng họ giặt vào vùng biển của Philippines để tránh cơn bão Fedi. Tổng thống Philippines Duterte nói rằng việc thả các ngư dân thể hiện tình hữu nghị giữa chính phủ Philippines và ngư dân Việt Nam. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Theo Bộ Công Thương, thì xuất khẩu nhóm hàng nông sản thủy sản tháng 10 của nước ta đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ và tăng 7,6% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng đầu năm 2016, thì xuất khẩu nhóm hàng này đã đạt 12,5 tỷ đô la Mỹ và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng như cà phê, chè, cao su, tiêu, điều vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định.
Đáng chú ý, mặt hàng cà phê 10 tháng đạt 1,5 triệu tấn và 2,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,2% về khối lượng và tăng 25,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị xuất khẩu thủy sản vẫn tăng trưởng khá. 10 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu thủy sản đạt 5,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, xuất khẩu mặt hàng chủ lực gạo vẫn còn nhiều khó khăn. Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10 năm 2016 ước đạt 368.000 tấn với giá trị đạt 164 triệu đô la Mỹ, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2015 ước đạt 4,2 triệu tấn và 1,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 21,2% về khối lượng và giảm 16,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Mặt hàng sắn cũng giảm tới 13,2% về lượng so với cùng kỳ. Tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý khác. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 9 năm 2016 tăng rất mạnh, tới 99,6% về khối lượng và 100% về giá trị so với tháng trước, đạt 1,19 triệu tấn, tương đương 234,2 triệu đô la Mỹ. Tính chung 9 tháng năm 2016, lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam đạt 5,57 triệu tấn, trị giá 1,09 tỷ đô la Mỹ. Brazil và Argentina là hai thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam. Còn tại Bình Định, Phú Yên, dù đã vào chính vụ đánh bắt tôm hùm giống, nhưng ngư dân các tỉnh này vẫn còn neo ghe trong bờ vì tôm chưa xuất hiện. Do khan hiếm nên tôm hùm giống có giá rất cao. Tôm hùm xanh là 60.000 đồng 1 kg, tôm hùm sao là 400.000 đồng 1 kg, nhưng vẫn không có hàng để mua. Bởi vậy, người nuôi tôm thương phẩm phải phụ thuộc vào nguồn tôm hùm giống nhập về từ Philippines. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành đình chỉ hoạt động của một cơ sở phân phối hàng nông sản có nguồn gốc từ Trung Quốc tại thị trấn Thạnh Mỹ ở huyện Đơn Dương. Mặc dù chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Đơn Dương, nhưng mỗi ngày thì cơ sở này đã thu mua hàng chục tấn nông sản có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau đó sơ chế, đóng gói và xuất khẩu sang nước ngoài để tiêu thụ. Cơ sở phân phối hàng nông sản này là của công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Xuân Ái, có trụ sở tại 28 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Lạt. Các mặt hàng cơ sở này thu mua chủ yếu là hành tây, khoai tây, cải thảo, hành tím. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã cung cấp hóa đơn hàng nhập từ Trung Quốc, gồm 88 tấn hành tây, 15 tấn cải thảo. Ngoài ra còn 60 tấn cải thảo, 2,5 tấn bắp rú và 1,5 tấn hành tím, chỉ có hóa đơn bán lẻ, không có tờ khai nhập khẩu. Theo cơ quan chức năng, Đơn Dương là vùng trọng điểm sản xuất rau của tỉnh Lâm Đồng. Việc thu mua, sơ chế và phân phối hàng nông sản từ Trung Quốc làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của rau Đơn Dương và Đà Lạt đã gây bất bình trong nhân dân. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở phân phối hàng nông sản có nguồn gốc từ Trung Quốc tại huyện Đơn Dương để tiếp tục làm rõ, xử lý các vi phạm theo các quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thưa các bạn, chính sách hỗ trợ hạn hán của chính phủ cho người dân bị thiệt hại cây trồng sau đợt hạn hán vào cuối năm 2015, đầu năm 2016 tại một số tỉnh Tây Nguyên đã được thực hiện. Tại tỉnh Đắk Nông thì nhiều hộ dân ở xã Đắk Que, huyện Đắk Rấp đã rất bức xúc, phản ánh là trong quá trình thực hiện thì địa phương này lại thiếu công bằng và minh bạch trong việc rà soát, kê khai đối tượng, diện tích cây trồng thiệt hại và dẫn tới việc thiếu sót trong chi trả tiền hỗ trợ. Đợt hạn hán kéo dài từ cuối năm 2015 đã khiến vườn cà phê và hồ tiêu 2,6 hectare của gia đình ông Nguyễn Tấn Á ở thôn 15, xã Đắk Que bị thiệt hại nặng nề. Nếu như niên vụ 2015, ông Á thu về 8 tấn cà phê nhân, thì năm nay dự kiến sản lượng cà phê của gia đình ông chỉ đạt khoảng 2 tấn. Mặc dù bị thiệt hại nặng nề do hạn hán, nhưng ông Á và nhiều hộ dân ở địa phương không hề được thôn, xã kiểm đếm, đánh giá thiệt hại cây trồng để đưa vào diện được hỗ trợ kinh phí từ chính sách chung của chính phủ. Thì qua cái hạn hán như vậy, thực tế như vậy, nhưng mà tôi chả nghe các ông chính quyền nào phổ biến cho tôi thấy là được nhà nước hỗ trợ ít nhiều gì đó để cho cứu hạn. Tôi hoàn toàn không hay biết gì. Ngay từ khi thực hiện chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do hạn hán gây ra trên cây trồng, theo chủ trương của Trung ương, xã Đắk Que, huyện Đắk Rấp đã vấp phải nhiều ý kiến phản ánh, bức xúc của người dân, nhất là người dân ba thôn 10, 14 và 15. Các hộ dân tại đây cho rằng, quá trình rà soát, kiểm đếm diện tích cây trồng thiệt hại do hạn hán đã thực hiện thiếu minh bạch. Bà con thôn 14 chúng tôi, cái phần đó là chúng tôi rất bức xúc về cái phần cán bộ ở thôn làm cái đường lối đi sai lệch lạc, cho nên là bà con thôn 14 chúng tôi mới kiến nghị như thế. Nếu như đồng chí trưởng thôn mà ra họp dân
và có tổ rà soát lại thì chắc chắn thôn 14 chúng tôi không bao giờ phải có đơn thư. Bức xúc nhất là người dân chúng tôi là cán bộ, từ cán bộ thôn đến xã nhận được khoản tiền hỗ trợ của nhà nước. Mà là người dân chúng tôi là những người là thiệt hại từ 70% đến 90% mà không được nhận tiền hỗ trợ. Những người là có đôi khi là mắc trán hết luôn, là chết luôn. Nhưng mà trong đó là cán bộ thôn, cán bộ xã là được nhận tiền hỗ trợ. Mặc dù người dân đã phản ánh nhiều lần lên chính quyền xã Đắk Que và Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rơ Lấp, nhưng những thiếu sót xung quanh việc kiểm đếm và hỗ trợ cây trồng bị thiệt hại do hạn hán vẫn không được địa phương trả lời thỏa đáng. Bên cạnh đó, các hộ dân còn cho rằng việc chi trả tiền hỗ trợ hạn hán đối với một số trường hợp trên địa bàn xã đã thực hiện không đúng đối tượng. Cán bộ sai là cán bộ chỉ nói là xin lỗi, là dân không có chấp nhận. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là theo như được biết là hỗ trợ là nhà nước hỗ trợ là những bà con là không do hạn hán, là không có theo dòng suối, là toàn là bộ tưới ở ao hồ. Thực hiện chính sách hỗ trợ thiệt hại do hạn hán tại các tỉnh Tây Nguyên của chính phủ, xã Đắk Que, huyện Đắk Rơ Lấp có tổng diện tích được hỗ trợ trên địa bàn 9 thôn là hơn 612 ha của 446 hộ với số tiền hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng. Sau khi có kiến nghị của người dân xung quanh việc thiếu công bằng, minh bạch khi chi trả tiền hỗ trợ, xã Đắk Que đã rà soát lại đối tượng thụ hưởng và diện tích hạn hán được nhận hỗ trợ. Qua đó phát hiện hỗ trợ sai nhiều trường hợp với tổng diện tích 34 ha. Thì bây giờ thì xã Đắk Que thì giờ chỉ có đứng ra xin lỗi và nhận cái sai thôi, chứ còn bây giờ cái chương trình của đó thì của trung ương bây giờ đã hết và cái số liệu đó thì đã chốt và bây giờ không thể bổ sung được nữa. Theo chủ trương của chính phủ, việc hỗ trợ thiệt hại do hạn hán gây ra tại khu vực Tây Nguyên phải được xác định theo đúng thực tế thiệt hại và mức hỗ trợ cũng phải áp dụng theo đúng quy định. Trong đó, những diện tích thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 4 triệu đồng một hecta, diện tích thiệt hại từ 30 đến 70% được hỗ trợ 2 triệu đồng một hecta. Mức hỗ trợ tuy ít nhưng khi được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng thời điểm, giúp nông dân vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định sản xuất. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Tại các vùng trồng hoa của Hà Nội thì nông dân đang rất tích cực để chuẩn bị cho cây, hoa giống phục vụ vào thị trường Tết. Nhằm giải đáp những khó khăn và vướng mắc của người dân trong quá trình sản xuất thì vào sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã tổ chức tọa đàm các vấn đề liên quan đến sản xuất và tiêu thụ hoa cây cảnh trên địa bàn ở huyện Chương Mỹ. Giống như nhiều hộ gia đình khác tại xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, anh Sĩ đã chuyển 1 hecta đất trồng lúa sang trồng hoa cây cảnh. Vì mới chuyển đổi nên hiện nay gia đình anh vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật chăm sóc các loại hoa cho chất lượng cao, nhất là các loại hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Cũng rất muốn được cọ sát, gặp gỡ, tiếp xúc với những nhà khoa học chuyên ngành về hoa cây cảnh để có những cái để mà nói bây giờ là có nhiều những loại giống hoa cao cấp. Để chúng tôi muốn học hỏi và chúng tôi muốn đưa về cái địa bàn khu vực Thượng Vực. Toàn huyện Chương Mỹ có hơn 14.000 ha đất nông nghiệp, trong đó có gần 13.000 ha diện tích đất sản xuất. Hiện nay, một số xã đang đẩy mạnh và phát triển quy mô trồng hoa cây cảnh từ nhỏ lẻ sang liên kết theo mô hình hợp tác xã. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nông nghiệp, hiện nay chất lượng hoa cây cảnh của nông dân Chương Mỹ nói riêng và nhiều địa phương khu vực miền Bắc nói chung vẫn còn thấp do nông dân giữ thói quen canh tác lạc hậu. Đối với các vùng trồng hoa, một khâu rất quan trọng mà hiện nay phía Bắc chúng ta chưa làm, đấy là khâu khử trùng đất. Thì ở phía Nam hiện nay Đà Lạt họ làm rất tốt cái việc này rồi. Có những công ty chuyên khử trùng đất họ làm rất tốt, nó là cái bước quan trọng nhất trong cái việc khống chế bệnh sâu bệnh hại. Còn trên cây trồng khi đã xuất hiện sâu bệnh hại thì việc khống chế nó, giải quyết nó là vấn đề rất khó khăn. Cho nên là tôi khuyến cáo việc thứ nhất là chúng ta phải dần làm quen với cái tập quán là khử trùng đất cũng như điều kiện trồng cho nhà tre có bảo vệ. Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán. Vì vậy, người trồng hoa đang rất cần những buổi hội thảo như thế này để trao đổi giải pháp kỹ thuật chăm sóc hoa cây cảnh, giúp bà con chủ động hơn trong việc sản xuất. Hoa cây cảnh thì là một cái nghề, hay là một cái nghề nó đòi kỹ thuật rất là cao. Hai là đòi cái hỏi cái vốn, đòi cái vốn và cái kinh nghiệm trong sản xuất. Thì cái này đối với Chương Mỹ thì chưa có nhiều. Chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới thì về phía sở, các cơ quan của sở cũng như là đối với huyện sẽ phải tăng cường hỗ trợ để cho bà con, tức là tiếp thu được những cái kiến thức về đối với cây hoa thì mới có thể là phát triển để mở rộng mô hình được.
Tại hội thảo, lãnh đạo ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội cũng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ kinh phí cho nông dân trồng hoa cây cảnh, tham gia các hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu để nâng cao giá trị hoa cây cảnh của thành phố, nâng cao thu nhập cho người trồng hoa. Thưa quý vị, một thanh niên ở Lâm Đồng sau khi bị lạc 7 ngày trong rừng tại tiểu khu 711, rừng Hòa Bắc Hòa Nam vừa được lực lượng công an xã Hòa Bắc và công an huyện Di Linh của tỉnh Lâm Đồng tìm thấy. Nạn nhân bị lạc trong rừng được xác định là anh Nguyễn Quang Lộc, 26 tuổi, tại tổ dân phố 13, thị trấn Di Linh. Trước đó vào ngày 27 tháng 10, anh Lộc cùng hai người bạn đều ngụ tại thị trấn Di Linh vào khu rừng Hòa Bắc Hòa Nam để chặt tre. Đến tối cùng ngày, không thấy Lộc về chòi, hai người bạn của Lộc đã trình báo với công an xã Hòa Bắc. Nhận được tin báo, công an xã Hòa Bắc đã phối hợp với công an huyện Di Linh tìm kiếm nạn nhân mất tích. Do địa hình khu vực này khá rộng và hiểm trở, nên đến 9 giờ 30 sáng ngày 2 tháng 11, lực lượng mới tìm thấy Nguyễn Quang Lộc. Thời điểm tìm thấy, Lộc đang trong tình trạng suy kiệt trầm trọng, trên người không còn quần áo và bắt đầu xuất hiện các vết lở loét. Ngay sau khi được tìm thấy, lực lượng chức năng đã đưa Lộc ra khỏi rừng và cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 2. Hiện sức khỏe của thanh niên này đã dần hồi phục. Từ đầu năm cho đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có trên 600 trường hợp mắc tay chân miệng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong. Tuy nhiên, thì từ tháng 9 trở lại đây, số ca mắc tay chân miệng đang có xu hướng tăng mạnh và diễn biến phức tạp, đặc biệt là xuất hiện nhiều ca bệnh nặng hơn. Nếu trong tháng 9 toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 52 ca mắc tay chân miệng thì đến tháng 10 số ca mắc đã tăng lên 135 ca. Trong đó số bệnh nhân nặng có xu hướng tăng so với cùng kỳ, chiếm gần 5% số ca mắc. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới của tỉnh, số ca mắc tay chân miệng chiếm gần 25% các ca bệnh trong tháng vừa qua. Tất cả đều là trẻ em dưới 5 tuổi. Theo các chuyên gia y tế, thời gian tới bệnh tay chân miệng sẽ còn tăng nhanh và có diễn biến phức tạp hơn. Bởi vậy mà người dân cần chủ động phòng tránh dịch bệnh. Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu của bệnh thì cần cách ly và đưa đến các cơ sở y tế sớm nhất.